Em cũng nắng em được. Chia sẻ mà chưa mua bản quyền. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt ở Yoshiki, nơi hai tu nghiệp sinh G-Mart của chúng ta là anh Thắng và Vương. Đây, đồng chí Vương, Vương chủ nhà quay mặt đây. Hôm nay mùng 2 Tết đúng không? Mùng 2. Mùng 1 thì mình chưa gặp nhau nhưng mùng 2 mình gặp thấy là tốt rồi. Tốt cả luôn. Nhà mình đang có mặt ở nhà Vương và Thắng. Đây em là cho anh ít ít được vào đấy. Đây là Lương. Sư sư cô Lương. À, sư sư cô nương. Và đây là em Huyền. Huyền Sô-kiu. Đây là sư sư rồi. Vĩ vĩ. Vĩ vĩ. Thanh niên cha um. Chíp chíp chíp. Ngẩng cái mẹ lên đây. Chíp đảm đang kìa. Rồi, mọi người đang làm mấy đồ ăn, mấy món Việt ở đây. Khổng tôm này, bây giờ cuốn nem này. Ít thế. Vâng, cho nhiều vào, cho nhiều vào. Anh cũng anh kêu nhiều. Và chúng ta đi ra hành lang xem mọi người đang có món gì. Dạ vâng, đây là chú Văn. Chào anh. Một trong những sản phẩm của lò G-Mart đào tạo ra. Vâng. Chú đang đóng quân ở dưới Chiba đúng không? Vâng ạ. Gần chỗ món anh Hiền Nguyễn và Đức. Và đây là anh Thắng, anh chủ nhà ở khu vực chúng ta đang đóng quân ngày hôm nay. Anh đang có món gì ạ? Món vịt hay là ngàn trời, vịt trời. Và đây là đại ca nhà ta, anh Dũng. Anh mà học được cái thời mà đi không được đấy. Đây đây lão làng đây, một trong những cựu 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 G-Mart, cựu học viên G-Mart. Anh đã có mặt ở bên Nhật. Hôm nay các anh tiếp đãi rất là nhiều món Việt. Măng này, măng ninh nấu bún nữa. Thịt vịt gì anh? Vịt trời. Om xấu. Vịt trời, om xấu. Vịt trời. Và còn vịt thiếu. Vương ơi. Dạ. Có thịa không em? Ôi thịa gì, thịa gì em? Bên kia để xúc cái này. Có. Thế là cái mối nhỏ nhỏ. Đấy, đến đấy thịa. Và đây là tôi. Tôi.